Và các bạn,
gần 3 năm đi theo mô hình phát triển phần mềm một mở chuyên nghiệp, Lucas Việt đã giành được những thành quả nhất định. Ngay sau khi chuyên nghiệp hóa năm 2010, Lucas Việt được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức khuyến khích sử dụng trong thông tư số 08/2010. Tiếp đó, Lucas Việt được trao giải Nhân tài Đất Việt 2011 dành cho sản phẩm công nghệ thông tin đã có ứng dụng rộng rãi. Cộng đồng Lucas Việt đã đạt được con số hơn 27.000 thành viên và ước tính có khoảng 50 công ty thiết kế web đã và đang sử dụng Lucas Việt. Trên 4.000 website đang vận hành Lucas Việt. Và nhu cầu cho phát triển Lucas Việt cũng vì thế mà dần tăng lên, đòi hỏi sự hợp tác từ nhiều phía. Xuất phát từ nhu cầu đó, ngày hôm nay công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam Vinanet, đơn vị chủ quản phần mềm nguồn mở Lucas Việt, tổ chức hội nghị người dùng và các nhà phát triển Lucas Việt năm 2013. Đây là chương trình offline lớn nhất từ trước đến nay của cộng đồng Lucas Việt, với rất nhiều những thông tin, những hoạt động bổ ích dành cho những thành viên yêu thích Lucas Việt, các lập trình viên, các công ty thiết kế web, các trung tâm đào tạo lập trình từ PHP, các công ty hosting và các đối tác quan tâm đến Lucas Việt. Ngày hôm nay tất cả sẽ cùng tụ họp về đây để có thể thảo luận, xây dựng và phát triển Lucas Việt lớn mạnh hơn, hữu ích hơn, trở thành một sản phẩm chung, một niềm tự hào chung của người Việt Nam. Và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, về phía đại biểu khách mời, xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quang, chủ tịch câu lạc bộ phần mềm nguồn mở Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Trung Nghĩa, văn phòng phối hợp phát triển môi trường khoa học công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Tất Hợp, tổng biên tập báo Tin học và Đời sống. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hồ Văn Hương, giám đốc trung tâm thông tin Ban Cơ yếu Chính phủ. Cùng các đại diện là các đối tác đến từ các công ty Ngân Lượng, Viettel IDC, trường đào tạo lập trình viên quốc tế IT APEC và các phóng viên đến từ các báo và tạp chí Nhịp sống số, Hà Nội Mới, PC World Việt Nam, Xã hội Thông tin, VTC, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, báo điện tử VN Economy, ICT News, Đài Tiếng nói Việt Nam và tạp chí Thương mại bán lẻ. Giới thiệu anh Nguyễn Thế Hùng, tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam Vinanet. Chương trình gồm có sự góp mặt của ban quản trị Lucas Việt, ban điều hành diễn đàn, đội ngũ phát triển Lucas Việt, các thành viên thường xuyên sử dụng Lucas Việt, các công ty cung cấp hosting, các trường trung tâm đào tạo lập trình PHP, các đối tác và các nhà tài trợ, đặc biệt là sự góp mặt của rất nhiều những cá nhân sử dụng Lucas Việt để lập trình, thiết kế website và cung cấp dịch vụ nói chung dựa trên nền tảng Lucas Việt. Và để chính thức bắt đầu của chuỗi sự kiện ngày hôm nay, ngay sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu anh Nguyễn Thế Hùng, tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam lên phát biểu khai mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời anh. Xin thay mặt công ty của phần phát triển nguồn mở Việt Nam và xin thay mặt ban quản trị diễn đàn Lucas Việt xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, quý vị khách mời cùng các anh chị và các bạn đã có mặt ngày hôm nay tại đây để cùng chung vui với cộng đồng Lucas Việt và cùng tham gia thảo luận để xây dựng một cộng đồng Lucas Việt phát triển lớn mạnh trong năm 2013 và trong những năm tiếp theo. Tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị người dùng và các nhà phát triển Lucas Việt năm 2013. Để Lucas Việt có được những bước phát triển và những thành quả như ngày hôm nay, không thể không kể đến những sự hỗ trợ nhiệt tình từ các đối tác, các đơn vị bạn. Và đến dự chương trình ngày hôm nay, các đối tác, đơn vị bạn có những bó hoa tươi thắm chúc mừng chương trình. Và sau đây xin mời anh Nguyễn Thế Hùng, tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam Vinanet bước lên sân khấu nhận hoa. Và xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu tặng hoa anh Nguyễn Bá Cát, chủ tịch hội sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đại diện nhóm mùa hè sáng tạo Đại học Công nghiệp Hà Nội bước lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời anh.